thấy con trang miến điện dài 5 mét có bụng phình to bất thường, rạch ra xem, làm ai cũng kinh hãi khi biết nạn nhân. Một sự việc vừa mới xảy ra vào ngày hôm kia, 11 tháng 11, tại công viên quốc gia Everglades, bang Florida nước Mỹ, đã làm nhiều người không khỏi sửng sốt khi một con trang miến điện dài tận 5,4 mét đã đoạt mạng một sinh vật được mệnh danh là chúa tể săn mồi. Được biết, các nhân viên tại công viên quốc gia Everglades là người bắt con trang miến điện này. Sau khi thấy nó có chiếc bụng phình to bất thường, dường như con trang này không thể di chuyển nổi vì thứ đang nằm bên trong chiếc bụng ấy có kích thước quá khủng khiếp. Nghi ngờ một chuyện chẳng lành, các nhà khoa học ở đây đã tổ chức bắt và tiến hành mổ bụng con trang dài 5,4 mét. Và thật bất ngờ, nạn nhân xấu số nằm trong chiếc bụng ấy chính là một con cá sấu có chiều dài lên đến 1,5 mét. Hình dạng của con cá sấu hoàn toàn nguyên vẹn, chỉ có phần da bên ngoài bị phân hủy nhẹ, dẫn đến có mùi hôi thực sự kinh khủng, bà Moore chia sẻ với báo USA Today vào hôm 11 tháng 11. Bà Moore đã quay video cảnh mổ bụng con trang và đăng tải lên Instagram. Đoạn video cho thấy các nhà khoa học đã xem xét phần bụng bị phình to của con trang trước khi mổ bụng nó. Sau đó, họ dần nhận thấy hình dáng của một con cá sấu từ dạ dày con trang. Ngay lập tức, bài đăng này đã thu hút hơn 337 lượt thích và hơn 2.600 lượt bình luận. Được biết, bang Florida là nơi có nhiều loài vật ngoại lai hơn bất kỳ bang nào khác trên nước Mỹ và thậm chí nhiều hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Trong đó, trang miến điện cũng thuộc một trong số này. Con vật này có nguồn gốc từ châu Á và là một trong những loài trang lớn nhất thế giới, có thể đạt chiều dài tới 6 mét. Chính vì kích thước khủng của trang miến điện mà bang Florida đã ra luật phải tiêu diệt loại trang này để tránh những hậu quả khôn lường xảy ra. Trang miến điện xâm chiếm các khu vực sinh thái nhạy cảm của vườn quốc gia Everglades. Điều này gây ra mối đe dọa với các loài động vật hoang dã do sở thích ăn uống của loài này. Bà Moore cho biết thêm.